Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được 1.421 cuộc với 57.990 lượt người tham dự. Ngoài ra, các địa phương tổ chức tuyên truyền bằng xe gắn máy, loa kéo, lưu động được 1.020 cuộc với 17.540 phút, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh gần 1.930 lượt với thời lượng trên 24.900 phút qua trang fanpage Zalo về an ninh trật tự có gần 8.300 lượt chia sẻ tin bài về an ninh trật tự. Bình quân hàng năm, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn tin, nhiều tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở.